Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ demo cái bản Ghost Windows 11 mình vừa mới làm cách đây 1 ngày. Thì ngày 5 tháng 10 vừa qua thì Microsoft ra cái bản Windows 11 Final, là cái bản chính thức đến tay người dùng. Thì nhân cái lúc này thì mình làm luôn cái bản Ghost Windows 11 luôn. Và những cái yêu cầu mà cài Windows 11 như mình đã đề cập trong những cái article trước á, thì nó rất là khắt khe, nó không có thoáng như bây giờ. Và cái bản Ghost này thì mình chủ yếu nhắm tới những cái máy mà Haswell hoặc là Broadwell, những cái máy mà trước năm 2018 vẫn có thể dùng được cái bản Ghost này, vượt qua cái rào cản của Microsoft. Bây giờ để coi thử nó khởi động lên nhá. Bản God này là cái màn hình khởi động nó mới, hoàn toàn mới, rất là nhiều so với Win 10. Và cái phông chữ nhìn nó mang cái hơi hướng Apple nhiều hơn, bởi vì đây là đối thủ cạnh tranh mà. Đây, nó vào màn hình rồi. Đây, mình chạy máy ảo nhé. Đấy. Cái màn hình này cái giao diện rất là đẹp. Đấy, âm thanh khởi động nó khác liền so với lại Win 10. Bắt đầu từ Windows 11 là Microsoft thay cái âm thanh khởi động, bởi vì là cái âm thanh khởi động của họ là dùng từ năm 2006 07 rồi. Từ cái thời mà Win Vista mới ra mắt, dùng mãi cho đến Win 10 vẫn giữ nguyên cái âm thanh khởi động đó. Tuy nhiên thì đến Win 11 thì đại tu hoàn toàn luôn. Đấy, âm thanh nó cũng cái âm thanh nó cũng khác so với Win 10. Và nó khác biệt đó là một số cái cạnh nó được bo cong thay vì là vuông vắn như cái bản Windows 7 hoặc là Windows 10. Thực ra thì cái hơi hướng bo cong này cũng đã bắt gặp trong Windows XP rồi, tuy nhiên các càng về sau thì Microsoft càng tối giản hóa, do đó là các cạnh nó không được bo cong nữa. Đấy, bo cong rất là đẹp. Đây là mình cài nên cấu hình mà gọi là tàu nhất luôn đó, chứ cấu hình tàu nhất là RAM là 4 GB và CPU là 2 nhân. Lúc nãy mình có nói là yêu cầu phần cứng của Microsoft khắt khe, là những CPU mà sản xuất từ năm 2018 trở đi mới dùng được Windows 11 này. Tuy nhiên thì mình cũng đã mốt lại rồi, mốt lại là những cái máy mà đời 2012 đến 2017 vẫn chạy được. Và chỉ cần máy của bạn là sản xuất từ 2012 đến 2017 là chạy được, bởi vì là chỉ cần Secure Boot và module là UEFI là chạy được rồi. Và Windows 11 là không có chuyện mà cài trên máy Legacy, do đó là những cái máy mà Core 2 Duo hoặc là Celeron hoặc là Pentium, những cái máy mà sản xuất tầm 2008 đến 2010 là coi như không dùng được Windows 11 này, bởi vì nó quá cũ rồi. Cũng tầm gần 15 năm rồi, hồi đó mình nhớ không lầm là năm 2008 là cái dòng Core 2 Duo là nó nổi, rất là nổi. Đấy. Tuy nhiên thì cái boot của nó là vẫn là Legacy chứ không phải là UEFI. Và Windows 11 thì nó cần UEFI chứ không phải là Legacy. Đấy. Đây mình cho các bạn coi cái cấu hình luôn. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Và cái taskbar này nó được làm mới hoàn toàn luôn, hơi hướng là macOS nhiều hơn, đối thủ cạnh tranh của Apple. Đây, RAM 4 GB nhá. RAM 4 GB. Và cái bản này là coi như là mình bản này là trên máy ảo thì mình đã acti rồi, tuy nhiên thì trên máy thật thì bị nhả acti hay không thì mình cũng chả để ý, bởi vì là khi mà đưa vào mỗi máy là mỗi cái cấu hình khác nhau và cái key nó khác nhau. Do đó là mình khuyên là bạn nào mà bị nhả acti thì nên dùng cái key bản quyền á, các bạn acti có thể dùng, với lại mình dùng key của Win 10 mình acti vẫn được nhá. Đây, bây giờ mình cho các bạn coi luôn. Vừa.
Winver, gọi là sorry các bạn, Winver đây có cái version của nó luôn. Build 22.194, cái build này gọi là cái build mới nhất của Microsoft đây, cái build final đó là 22.194 là cái build mới nhất, và cái thiết kế nó cũng hơi hướng là bo cong. Bây giờ mình coi các cái phần mềm đã cài trong cái bản Ghost này nhá. Đây rất là nhiều, tuy nhiên thì cái bản này mình chỉ cài những cái phần mềm cơ bản thôi chứ mình không có cài gì nhiều hết trơn. Đây 837 MB rất là ít, rất là ít luôn, trừ thằng VMware Tool này ra, bởi vì là mình chạy trên môi trường máy ảo chứ chạy trên máy thật nó không có cái VMware Tool này, đâu. Đây. Và mình không cài Google Chrome thôi, bởi vì là ở trên Windows 11 nó khác với Windows 10 ở chỗ là Microsoft ép buộc người dùng sử dụng trình duyệt Microsoft Edge, và mình khó thể nào mình thay đổi được cái trình duyệt mặc định của hệ thống được. Do đó là rất là, nếu như mình cài cái Google Chrome vào mình phải set rất là mất thời giờ. Và cái trình duyệt Edge bây giờ cũng dựa trên cái nhân Chrome của Google Chrome rồi, do đó là cái trải nghiệm nó duyệt web nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đây, và mình và cái giới hạn của Office ở trên Windows 11 là từ 2016 rồi đây. Tuy nhiên trên thực tế thì một số anh em cài bộ 2003 hoặc là 2007 vào vẫn được. Ở đây là mình cài 2010 bởi vì là một số cái lý do về bản quyền cũng như là ổn định cho người dùng, và đa phần người dùng họ thích sử dụng cái bản 2010 hơn. Bởi vì là nó dễ dùng với lại không đòi hỏi nhiều về cái tính bản quyền. Chứ như những cái bản sau này thì check bản quyền rất là khắt khe, và những cái người dùng mà dùng crack thì coi như là nó không được gặp lợi. Do đó là cái bộ 2010 là sự lựa chọn tối ưu. Đây cái bộ 2010 đây. Bộ 2010, và mình có add luôn cái MathTile để chèn các cái công thức toán vào đây cho mấy thầy cô mà chuyên về gõ các công thức toán học, hoặc là những cái thầy cô mà dạy toán rồi có thể dùng được nó dễ dàng. Đấy. Và một cái điểm nữa đó là Windows 11 nó đã có tích hợp sẵn cái Microsoft Teams rồi, do đó là thầy cô nào mà sử dụng Microsoft Teams thì có thể dùng Microsoft Teams để dạy, không cần thiết phải cài bởi vì là nó include trong này luôn. Và cái xu hướng của Microsoft là Windows theo hướng giáo dục là chính. Do đó là những cái phần mềm như là Microsoft Teams hoặc là Microsoft To Do hoặc là Sticky Note. Đây, Sticky Note. Những cái phần mềm là thiên về hướng giáo dục nhiều hơn. Và mình lưu ý luôn là ngoài những cái tool đó ra thì các bạn có thể vô store và cài cái Whiteboard, cái phần mềm bảng để viết, phần mềm viết bảng đó, để mà sử dụng. Và cái giao diện của Microsoft Store nó cũng mới hoàn toàn luôn, mới hoàn toàn so với lại Win 10. Các bạn chỉ cần vào đây gõ Whiteboard là xong. Là cái phần mềm để hỗ trợ cho các thầy cô trong việc viết bảng rồi vẽ rồi trên này. Bởi vì dạy online ở nhà một số thầy cô không có bảng, dạy trên lớp nó có bảng chứ dạy ở nhà không có bảng, do đó là cái phần mềm Whiteboard này đóng vai trò giống như là một cái bảng vậy, để cho thầy cô viết lên này, viết lên này. Đây phần mềm bảng trắng này, Whiteboard này. Nếu như không có tài khoản Microsoft thì làm như thế nào, hoặc là không có tài khoản Microsoft Teams thì làm như thế nào, thì bấm chữ Get thôi. Nó đang cài. Nó bớt chướng hơn Windows 10 rất là nhiều. Windows 10 là mỗi lần mà mình vào trong store thì nó yêu cầu mình phải có tài khoản. Mình khi mà mình nhấn No Thanks á mình mới được bypass, còn cái đây là coi như là tự động bypass luôn cho mình luôn. Và một số cái ứng dụng thiên về giáo dục nó mới như vậy thôi, chứ một số cái ứng dụng khác á, ví dụ như là Netflix hoặc là Spotify thì phải cần tài khoản, còn những cái ứng dụng mà thiên về giáo dục thì cài nó free. Đây, những cái ứng dụng thiên về giáo dục hoặc những cái ứng dụng do Microsoft phát triển thì cài vào không cần tài khoản vẫn cài được. Nó không có như Windows 10. Windows 10 là tất cả mọi ứng dụng đều phải có tài khoản, nhưng mà
bên cái Windows 11 này là chỉ những cái ứng dụng nào do Microsoft phát hành hoặc là những cái ứng dụng nào mà nó liên đới tới dạy học rồi vân vân thì nó cho cài free, còn những cái ứng dụng khác thì nó mới cần tài khoản thôi. Đấy, cái xu hướng của Microsoft là như thế, là thiên về dạy học, bởi vì là cái dịch bệnh Covid-19 bây giờ nó gọi là nó mạnh rồi, thành thử ra là đào tạo trực tuyến là dạy và học online là cái xu thế tất yếu ở tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Và Microsoft có mục đích chính là hướng về cái mục tiêu là tạo dựng một cái xã hội hệ giáo dục rồi tất cả mọi người là đều có thể dạy và học online một cách dễ dàng giữa cái đại dịch Covid này. Đấy, nó cài xong cái whiteboard rồi, cái bảng để mà viết, và mình dạy mình cũng hay dùng cái whiteboard này mình viết bảng lắm, không có bảng nhà không có bảng, thành ra là mình dùng cái whiteboard này mình viết rất là sướng. Và những ai mà dùng cái màn hình cảm ứng thì viết nó còn thoải mái hơn nữa, là mình có thể mình dùng bút cảm ứng mình viết lên trên cái màn hình hoặc là mình chạm vào màn hình mình viết giống như là viết trên điện thoại vậy. Tuy nhiên thì màn hình của mình là không phải là thuộc dạng cảm ứng cho nên nó là viết bằng chuột rất là khó khăn. Bấm vào sếp nhé. Đây, welcome guest store. Lúc cài á thì dễ, nhưng mà lúc mà sử dụng thì phải cần tài khoản, là do đó thầy cô nào mà có tài khoản Microsoft Team do trường cấp hoặc là tài khoản Microsoft cá nhân thì phải đăng nhập vào đây thì mới sử dụng được cái phần mềm viết bảng này nhé. Như mình là mình có tài khoản Microsoft rồi. Và cái tài khoản này là nó liên đới đến nhiều cái dịch vụ lắm. Word, Excel, rồi Office 365. Thành thử ra là coi như là mình dạy với học cũng như là học nhóm mình sử dụng nó dễ dàng. Đó. Đây và coi, và bây giờ mình coi cái mức độ chiếm ổ C nhé. Bản code mình làm là 8 GB. Và cái mức độ chiếm ổ C mình xem thử bao nhiêu GB. Hai mươi bốn phẩy một, ít hơn rất là nhiều so với lại cái yêu cầu của Microsoft. Microsoft nó yêu cầu trống phải ít nhất 64 GB, mà mình trên thực tế thì mình cài những cái phần mềm cơ bản thì nó ăn 20 gần 25 GB rồi, do đó là ổ cứng tầm 50-60 là coi như là sự lựa chọn tối ưu để cài các bản ghost này vào, rất là ít, ít hơn rất là nhiều. Và một cái điểm nữa là khi mở Tab Manager là nó không có chỗ mở, do đó phải bấm cái tổ hợp thôi. Control Shift Escape AXE để coi mức độ chiếm phần cứng nó bao nhiêu. 2,1 trên 4 GB. CPU đây là 2 nhân. Cấu hình tệ nhất của Microsoft đề nghị đây. Cấu hình tệ nhất đây. Đĩa là phải là SSD, với đĩa mà HDD là coi như nó càng chậm nữa. Đấy, 2,1 trên 4 GB. Lúc mà để hoang là như vậy chứ. Lúc mà sử dụng rồi là nó sẽ khác đi. Cấu hình tối thiểu thôi. Vậy thì lời khuyên chân thành khi sử dụng cái bản Ghost này thì những cái máy nào mà Core A trở lên dùng rất là ngon, và RAM là phải là 8 GB chạy nó mới ổn. Và những cái máy mà bản có những cái máy mà tầm 2018 về sau là coi như cài và không gặp một cái bất cứ một cái vấn đề trục trặc nào hết. Tuy nhiên thì cái bản Ghost này là mình hướng tới những cái máy mà đời cũ, do đó là những cái máy đời cũ là bắt buộc phải nâng RAM và nâng lên cái ổ cứng SSD thì mới xài được cái bản code này, và phải chỉnh BIOS về UEFI thì mới cài được. Mình đã tinh chỉnh rất là nhiều rồi, tinh chỉnh mình đã bypass rất là nhiều cái điều kiện khắt khe của Microsoft để cho các cái máy cũ nó chạy được rồi. Do đó là việc cần làm khi chạy khi cài cái bản code này vào thì trước khi làm thì phải đảm bảo được cái cấu hình nó phải khớp với lại những gì mà Microsoft nó đề ra, thậm chí còn hơn thế nữa. Theo mình thì hơn, bởi vì là nếu như mà mình thấp quá những cái cấu hình của Microsoft là CPU 2 nhân và RAM là 4 GB thì nó chạy, nó khi mà chạy các cái ứng dụng mạng hoặc là mở nhiều cái tác vụ thì nó rất là nặng. Do đó lời khuyên của mình là phải nâng RAM 8 GB lên, chạy nó mới ổn. Vậy thì cái video của mình đến đây là hết, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại những cái video tiếp theo. Và nhớ đừng quên subscribe cái kênh của mình để cho cái kênh của mình nó được phát triển các bạn nha.